Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Đây là downtown của thành phố Houston, Texas đó các bạn. Một downtown rất là đẹp, rất là lớn ở Texas luôn ha. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Uyên Quỳnh hy vọng rằng những anh chị nào cô đơn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Với những anh chị nào chưa may mắn tìm được một nửa yêu thương, Uyên Quỳnh mong rằng những anh chị đó sắp tới sẽ tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Và kênh Uyên Quỳnh hiện tại đang mở ra chương trình hội viên. Nếu những anh chị nào đăng ký hội viên thì sẽ được những ưu đãi trong đó tùy theo cấp độ hội viên. Và Uyên Quỳnh xin lưu ý các anh chị rằng trong thời gian tìm hiểu, chúng ta nên cẩn thận về vấn đề tài chính và rất là cẩn thận khi tìm hiểu đối phương, vì một khi đã dính vào tiền bạc thì rất là dễ mất lòng. Khi chúng ta cho mượn tiền thì sẽ không bao giờ đòi lại được. Và Uyên Quỳnh cũng xin lưu ý các anh chị em rằng nếu chúng ta được số điện thoại của đối phương thì vui lòng gửi tin nhắn chứ đừng có gọi trực tiếp ra nước ngoài. Tại vì giờ giấc ở Việt Nam và các nước đều khác nhau. Và bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, chị chào em nha. Dạ, xin chào chị Uyên Quỳnh. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào cô chú bác anh chị em, cộng đồng trong nước và ngoài nước. Em tên là Trần Ngọc Đào, 49 tuổi, đến từ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Em ở Tiền Giang hả? Dạ, ở Tiền Giang. Chị Nguyên Quỳnh ở đâu? Chị ở ngay thành phố Mỹ Tho. Vậy hả? Em có Mỹ Tho luôn hả? Ở Chợ Gạo đi lên đó có 10 cây số à? Em ở Chợ Gạo, dạ. Em ở khúc nào? Ở xã Đăng Phước luôn á. An Phước. Dạ, Đăng Hưng Phước. Đăng Hưng Phước á. Là ngay chỗ bùng binh có chạy gạo chạy vô á. Còn ngay cho lịch sử Pai 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 sẽ được bảo vệ cho quý vị trước tên sau 4022255577 Hãy tên kiện hâm lấy tiền. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Hiện tại thì em đi làm công việc là em đi mai cho công ty mai ở thành phố Hồ Chí Minh đó. 10 năm rồi, mai cũng 10 năm rồi. Rồi bây giờ là em đang ở thành phố hay là em đang ở Chợ Gạo? Em đang ở Chợ Gạo tại vì em mới xin nghỉ công ty tháng nay thôi. Tại vì mấy chị em trong nhà kêu em về chăm sóc cho mẹ đó. Tại mẹ cũng 79 tuổi rồi. Rồi ba em còn không? Ba mất 4 năm rồi. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Là em ly hôn 10 năm rồi chị. Em có bé nào không? Em được 2 bé. Con em là con trai hay con gái? Con em đứa lớn là con gái, năm nay 27 tuổi rồi, còn con trai thì 24 tuổi, nhưng mà hai đứa có gia đình hết rồi. Là ở thành phố hay là ở Chợ Gạo luôn? Hai đứa thì một đứa làm ở Bình Dương á, còn một đứa làm ở thành phố. Đi làm xa hết ha. Đi làm xa. Tại vì đứa lớn ra trường á, ra trường học đại học ra trường rồi nó đi làm Bình Dương với chồng đó. Hai đứa có gia đình hết rồi. Nó làm với chồng nó đó. Tại thằng trai thì cũng có vợ là nó làm trên thành phố luôn. Rồi lý do gì sao em với ông xã chia tay em? Tại vì ông xã ông lăng nhăng á, ông lăng nhăng khuyên hoài không được. Rồi ông xã trước của em làm công việc gì? Ông xã thì làm sửa máy ghe tàu á, ở thị xã Hòa Công á. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm hả? Ví dụ như ưu điểm mà nếu mà được ai giao cho công việc chị á thì em làm hết khả năng của em luôn. Còn khuyết điểm của em?
điểm hả? Khuyết điểm thì hay mũi lòng lắm. Ví dụ như mà bạn bè làm chung công ty á, hay than thở, ví dụ như là không tiền hay gì á, cái động lòng cái giúp đỡ người ta. Rồi à, bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Muốn người đó là cũng như là chân thành, cũng như là biết quan tâm gia đình, rồi rồi cũng như là biết biết điều với mọi người vậy Em lưu ra đừng đưa mặt sát vô nha. đó. Rồi à, em có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Cỡ khoảng chừng 50 tới 60, 60 đi. Nếu mà anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Ví dụ như uống rượu là cũng như ví dụ như có đám tiệc hoặc có công việc gì thì uống, chứ bình thường thì cũng như lâu lâu uống xa nhau được chứ đừng uống nhiều quá. Rồi à, con em như thế nào? Có ủng hộ em đi thêm bước nữa không? Hai đứa đều ủng hộ hết, con gái nó cha có vợ khác rồi nha, mẹ 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 nên tìm một người nào đó đi lo cho mẹ đi, chứ mấy đứa con nó có gia đình hết rồi, không có ở sống chung với mẹ được nữa đó, như là có gia đình riêng tư hết rồi rồi con tụi con lo cho cuộc sống của tụi con, chứ tụi con không có gần gũi mẹ được á. Rồi à, bây giờ không à, bây giờ thì em khá là thoải mái về giờ giấc, thì những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì thì giải trí cho mình. Những lúc rảnh rỗi á, những lúc rảnh rỗi thì thường hay cũng như là phụ người chị á, sửa hàng, chị sửa hàng nhiều quá, phụ người chị sửa hàng phụ, Sửa hàng là sửa gì? ví dụ như là sửa quần áo bóp vô hoặc lên like cắt like đồ đó phụ chị, rồi nhiều khi dắt xổ người ta đem đồ lại cho mình dắt xổ phụ. Rồi à, em nhà em ở Gò Công thì ấy ở chợ gạo thì ở ngay gần ở trong đó có trồng rau cải, trồng cây trái gì không? Ở đây đa số là người ta trồng thanh long nhiều, nhiều nhất luôn, trồng thanh long và trồng bưởi nữa, Bữa giờ xanh đó hả? bưởi da xanh á, giờ người ta không có làm ruộng như hồi xưa nữa, Rồi nhà em có trồng không? nhà em có thằng em trai nó trồng á, thằng em trai trồng. Rồi em không có trồng gì hết. Trong nhà em trai của em là ở chung với em hả? Hay ở riêng? Em trai thì ở chung với mẹ, nhưng mà có cái căn nhà phía trên đó là cũng như là em trai nó làm nghề cơ khí hàn tiện, rồi đứa em dâu thì bán trái cây á, còn 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 như như em với mẹ thì ở cũng ngoài sau là cũng nhà thờ, em trai thì ở có cái khu nhà trên của nó đó, Là nhà lớn ở trên ấy, nhà đường lớn ở trên đó hả? đường lớn, đường ngay mặt ngay lộ lớn luôn á, là đường đó thông thương với mình đi đi qua là đi qua Tầm Du Châu Thành về Long An nữa, thông thương luôn. Nhà em có được mấy anh chị em? Tới 10 anh chị em ba mẹ thì Năm ngày mươi xưa có nhiều là cũng như có nhiều trứng là đó. đẻ hết luôn. Em là thứ mấy trong gia đình? Em là thứ sáu trong gia đình chị. Gia đình em có ai ở nước ngoài không? Có đứa em gái Úc á, lấy chồng ở Đài Loan cũng mười mấy năm rồi. Có khi nào em đi qua bên đó du lịch không? Có đi năm 2000, cuối năm 2019 đó là đi được một tháng là về ăn Tết, là lúc đó là Tết tới là dịch luôn á. Vậy đó. Rồi em thấy cuộc sống ở bên đó như thế nào? Cuộc sống bên đó thì thấy cũng như là cũng phát triển, phát triển hơn Việt Nam mình quá, đường phố rồi thấy cũng đẹp hơn đó. Cuộc sống nó có khác ở Việt Nam nhiều không? Cuộc sống thấy cũng cũng khác hơn Việt Nam. Rồi em có cảm thấy thích cuộc sống bên đó không? Cũng thích cuộc sống bên đó. Mấy tháng trước đứa em với Út kêu định làm giấy tờ đang đi qua bên đó làm, mà giờ
cái mẹ ở nhà mình buồn quá đó. Rồi mấy chị nói không, thôi kệ về chăm sóc mẹ đi, cũng như là báo hiếu được ngày nào hay ngày đó, chứ để ý cũng như là mẹ nhà buồn á, rồi bị trầm cảm, rồi cũng như không bao lâu mất như ba hồi xưa nữa. Ba hồi xưa cũng vậy đó, bị trầm cảm không bao lâu mất luôn. Em rồi em thích một anh làm quen với mình đó, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Hoạt bát đi. Tại vì em cũng ít nói á. Hoạt bát bằng bù qua chế lại. Chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao của em có 1m49 à, chưa chưa tới 1m50 nữa. Rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Em xem video của chị á, tình cờ em lên Facebook á, cái em thấy của chị là Quyên Quỳnh cách nói yêu thương á, rồi cái em vô Rồi em có em coi bên YouTube không? em cũng có coi bên YouTube đó. Rồi em có cảm thấy mến mến được anh nào trên kênh của chị không? À, cũng có mà phải nhiều khi người ta à, ta không 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 Mắc cả. thích Em rồi hiện tại là em đang chăm mẹ em như thế, nhưng mà trong tương lai em có dự định là em sẽ làm công việc gì không? em dự định là em dự định chắc nếu mà chăm mẹ xong xong em dự định em đi làm trở lại quá, tại vì công việc của em cũng đang đang ổn định đó. Và em chăm mẹ xong là em sẽ đi làm mai trở lại đó hả? Mai trở lại, tại vì trên công ty cũng còn bảo lưu hồ sơ đó, kiểu như là người ta cũng cho mình thời gian nào đó đi, rồi mai mốt mình có cần cần làm nữa thì lên công ty nhận nhận mình làm trở lại. Sau thời gian chia tay với ông xã em cũng 10 năm, chắc cũng có lúc đó em còn trẻ rồi năng động, chắc cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Không, em không có đi chơi đâu hết chị, tại vì làm công ty này hàng quá chừng nhiều luôn á, 8 giờ sáng em làm tới 8 giờ tối về, chỉ có thứ bảy là chủ nhật là về được 5 giờ thôi, rồi không có thời gian rảnh luôn, không có đi đâu luôn. Vậy đó. Không có thời gian rảnh ra ngoài luôn. Không ra ngoài luôn, chỉ có như khi nào mà dịp lễ đi nghỉ Tết rồi rồi cái tranh thủ về quê với thăm mẹ nè, rồi về quê ở mấy ngày á, rồi xong lễ xong cái đi vậy đó. Em có sở thích đi du lịch hát karaoke gì không? Không, hồi đó giờ không hát karaoke. Mùa này chị nghe nói thanh long năm nay có giá hay em? Thanh long năm nay quá trời sụt luôn á, còn có 5.000 ký à, mấy người trồng mệt luôn, mệt Ủa? mỏi luôn. Cũng như là cách nay hai tháng trước á, thì thanh long được mấy ba chục ngàn ký, tại vì lúc đó là thanh long chưa có rộ á, rồi rồi nó mắc á, rồi giờ thanh long rộ nhiều quá rồi thành ra nó tụt giá đó, tụt giá mấy người trồng vườn cũng tiêu luôn. Có 5.000 ký đó hả? 5.000 ký à, Người ta mua mà ngay thanh long phải ngon mới được 5.000, còn thanh long mà xấu giặt ra là 2-3 ngàn ký à. vậy rồi người ta ra chợ người ta bán nhiêu ký? Không biết cái này cũng như là ở trong kho nó mua được 5.000 ký, người ta đem lại kho người ta bán vậy đó. Ở chợ hình như ở đây cũng như là nhà nào cũng có thanh long á, rồi thành ra người ta không không thích ăn à, người ta không có bán luôn đó, ở chợ mình không có bán luôn. Mà thấy thanh long ta xạo đúng không? Em rồi à, nếu mà có người yêu em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? Cũng thích lãng mạn cho vui vẻ. Ông xã trước của em có lãng mạn không? Lãng mạn lắm á, ông lãng mạn lắm, Vậy đó hả? Hai người quen nhau cưới hay người ta làm mai? không người ta làm mai kiểu như làm mai đó, mà lúc đó hồi còn con gái là đang đi học mai đó, rồi cái người ta làm mai chứ hai người không có quen nhau. Rồi bây giờ là mỗi ngày em nấu ăn cho mẹ mình phải không? Mỗi ngày nấu ăn cho mẹ, sáng đi chợ về cái nấu ăn nấu uống cho mẹ đó.
tại vì có người tâm sự cho mẹ vui. Em ở chỗ em lên Mỹ Tho 10 cây số thì em có lên Mỹ Tho thường không? Em cũng ít đi, ít khi đi lắm. Ví dụ như có công việc gì mới đi, chứ là bình thường không có đi. Mình tại vì nhà cũng ở gần chợ nè, cũng đầy đủ hết luôn, phải không không có đi Mỹ Tho. Gần nghe, nhưng mà nếu mà em chạy xe máy là em chạy bao lâu? Nửa tiếng hả? Nửa tiếng, chừng nửa tiếng gì gần mà chạy chạy chừng nửa tiếng à. Dạ. Rồi chỗ em mà đi xuống biển Tân Thành là bao xa? À, đi xuống biển Tân Thành chắc bốn mấy cây á, bốn mấy cây số, đi cũng tiếng mấy à. Rồi con em bao lâu mới về thăm em một lần? Thí dụ như công ty cho nghỉ lễ thì hai đứa về chơi, rồi chơi chơi bữa hai bữa rồi đó, rồi hai đứa đi. Mấy đứa nó đó mua nhà ở trên kia luôn hả? À, không, tụi nó còn trẻ, nó chưa mua nhà, tại vì kiểu như nó có chồng bên nhà, bên chồng cũng có nhà đó, thành ra nó đi làm ở trên đó vậy đó, nó ở trọ vậy chứ nó không có mua nhà đó. Em bây giờ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình thì em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em nghĩ một người người đàn ông đó kiểu như phải cũng như là có tấm lòng chân thật, không giả dối gì đó, rồi rồi biết yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, có đất ruộng đó. Có đất ruộng hả? Rồi giờ làm ruộng hả? Hay là làm trồng thanh long giống như em nói? Không, trồng thanh long á, rồi cái giao cho đứa em trai á, nó trồng thanh long, giao cho nó sẵn sẵn nó trồng á, trồng của nó, rồi nó chăm sóc cũng như là nó trồng xung quanh luôn á, cũng như là giao nó làm hết luôn. Giao cho em trai chăm sóc hết luôn. Rồi mấy người kia thì sao? Không có chăm sóc hả? Mấy người kia không chăm sóc, ví dụ như là mướn lại của mấy người kia đó, mấy 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 đứa em trong nhà nè, cho cái người em kế là mướn lại hết luôn, rồi 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 sẵn tiện cái người em đó làm luôn. Còn mấy người kia thì người ta có nghề hết á, ta có công việc ổn định hết rồi. Giống như em đó ha, giống như em đi làm thành phố em đâu có chăm sóc chị phải không? Không chăm sóc gì chị, Nhưng mà em biết cách trồng không? em không biết cách trồng, tại vì mình không có chăm sóc, mình đâu biết cách trồng đâu. Lẽ chị phỏng vấn cái cô kia nói là làm trồng thanh long phải vuốt gâu gì đó cho nó xanh À, vuốt ngoe không phải vuốt ngoe này kia, rồi mình rải thân thuốc gì đó cái tùm lum tào la, mình đâu có rành cái vụ đó đâu. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả ha. Dạ, em chào chị Nguyên Quỳnh, em chúc chị Nguyên Quỳnh là kênh của chị Nguyên Quỳnh ngày càng phát triển vững mạnh hơn, và em chúc cô như vậy, chú bác anh chị em cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và thân thương nhất. Ok, bye em, dạ good night em nha. dạ Em gửi số điện dạ thoại của bye em chị. qua. Em gửi số điện dạ thoại của em qua cho chị chưa? dạ chưa rồi dạ em đọc luôn, em nhắn nhiều Zalo chị. Nhắn đi em, nhắn qua cho chị đi ha. Vậy Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius and Pius với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luật sư tai nạn.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.